Thưa quý vị, sau thời gian kiềm hãm, từ ngày 4 tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức tăng lên mức 1920,37 đồng 1 kWh. Như vậy, mỗi kWh điện sẽ tăng gần 56 đồng. Trước việc tăng giá điện, chính phủ cần kiểm soát giá cả để tránh tình trạng té nước theo mưa, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Từ năm 2019 đến trước ngày 4 tháng 5 năm nay, giá điện chưa được điều chỉnh, trong khi theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân nêu rõ, nếu chi phí đầu vào của ngành điện tăng giảm với mức 3% trở lên thì EVN được điều chỉnh giá bán lẻ điện tương ứng. Mức tăng ở lần điều chỉnh này, EVN chỉ được tăng giá bán lẻ bình quân là 3% để đảm bảo tránh gây cú sốc cho nền kinh tế. Theo các chuyên gia, mức tăng 3% là rất thấp, không bị giật cục, có lộ trình, đảm bảo tình hình chính trị xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, việc tăng giá điện lần này dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ tác động không chỉ giới sản xuất mà cả tiêu dùng, trực tiếp lẫn gián tiếp. Vì vậy, ngoài chính sách bình ổn giá, cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá điện để tạo hiệu ứng tăng giá các mặt hàng một cách thiếu kiểm soát, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.